nay mặt toàn thể lực lượng cảnh sát vô hiểm cấp quản lý cũng như nhân viên của văn phòng tổng quản lý Ây Đình An gửi lời trân trọng cảm ơn tới sự quan tâm của chính quyền địa phương đã tới tham dự cùng với Ây Việt Nam trong buổi chiều ngày hôm nay. Lần nữa tôi trân trọng. Honored to be here today with all of our daily and all of our special guests. Tôi rất vinh dự được có mặt tại đây, cái lễ kỷ niệm rất là tuyệt vời trước mặt rất là nhiều các anh chị giám đốc văn phòng tổng đại lý và toàn bộ lực lượng tư vấn viên cấp quản lý của Nghệ An ngày hôm nay. I'm a little bit concerned because we have all of our top leaders here today and I'm a bit worried about today's production. Tôi cũng nhận ra là có rất nhiều các anh chị giám đốc văn phòng tổng đại lý và toàn những giám đốc văn phòng tổng đại lý của công ty lớn và kể cả nhân viên của chúng tôi có mặt ở đây rất là nhiều. Và tôi hy vọng rằng là mặc dù các anh chị ở đây nhưng mà vẫn nhiều hợp đồng và nhiều doanh thu của các anh chị vẫn đang nộp ở CS tại văn phòng. Thật là tuyệt vời, thân là hoành tráng, thân là đáng yêu, đáng nhớ. Trong không khí tuyệt vời của buổi